Các bạn đến với View Đô Thị S hôm nay cùng với Hân Emily tham quan thành phố Hưng Yên. Các bạn đặc biệt là những người con đất Hưng Yên, hãy like và bình luận ý kiến, đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi video để tất cả bạn bè gần xa biết nhiều hơn về mảnh đất Hưng Yên yêu dấu. Vâng, nằm cách thủ đô Hà Nội trên 60 km về phía Tây Bắc, thành phố Hưng Yên có nhiều tuyến giao thông quan trọng. Tuyến đường quốc lộ 38 nối Hưng Yên với các tỉnh Hà Nam, Hải Dương. Quốc lộ 39 từ phố nối qua thành phố sang tỉnh Thái Bình. Cầu Yên Lệnh, cầu Triều Dương nối hai bờ sông Hồng, sông Luộc. Tuyến đường thủy có hệ thống sông Hồng, sông Luộc. Đặc biệt cầu Hương Hà và tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đã rút ngắn thời gian đi lại từ thành phố Hưng Yên tới thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa, tạo thuận lợi cho việc giao thương, hợp tác trong nước và quốc tế. Là điểm kết nối giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam, khu vực đồng bằng sông Hồng. Thành phố Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đóng vai trò là thành phố vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Thành phố Hưng Yên còn nằm trong tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội, gồm Hưng Yên, Đồng Văn, Phủ Lý. Đây chính là yếu tố then chốt để thành phố Hưng Yên phát triển, trở thành đô thị đầy tiềm năng. Bên cạnh đó, với quần thể di tích dày đặc và với việc khu di tích Phố Hiến được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, đã khơi dậy cho thành phố những tiềm năng lớn và mở ra những bước đi mới trong phát triển văn hóa du lịch. Đối với tỉnh Hưng Yên, thành phố Hưng Yên là hạt nhân trung tâm cung cấp dịch vụ, trao đổi thương mại, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo kết nối với trung tâm các huyện, thị xã trong tỉnh. Điều này không chỉ tạo điều kiện cơ hội đầu tư, phát triển dịch vụ của thành phố, mà còn thúc đẩy cho các huyện, thị xã trong tỉnh cùng phát triển. Bên cạnh một Phố Hiến cổ xưa sầm uất nhộn nhịp là đảo cò hoang sơ, thơ mộng, tuyệt đẹp, tạo nên sức hút, hấp dẫn với du khách thập phương. Đảo cò Hưng Yên nằm giữa một hồ nước rộng. Từ những năm 90 trở về trước, cò đã về đây cư trú rất đông, có tới hàng nghìn chú cò. Khi thành phố Hưng Yên phát triển, toàn bộ khu đầm hồ được cải tạo thành công viên Nam Hòa, hồ mang tên Hồ An Vũ. Du khách đến nơi đây được thỏa sức nhìn ngắm những cánh cò. Bạn như được trở về với tuổi thơ đầy áp những kỷ niệm trong những lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ. Cò đã gắn liền với người dân thành phố Hưng Yên, người dân coi cò như bạn. Không gian đô thị được mở rộng, sắp xếp bố trí theo đúng quy hoạch. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. Thành phố Hưng Yên vừa mang trong mình giá trị văn hóa truyền thống, vừa là đô thị năng động, hiện đại. Những năm qua, thành phố Hưng Yên đã có những bước tiến quan trọng, tạo dựng cho mình một vóc dáng đô thị đầy tiềm năng, với sự phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng dần tỉ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỉ trọng các ngành nông nghiệp. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có những chuyển biến tích cực, phát triển vững chắc theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá cao. Phát triển thương mại, dịch vụ gắn với khai thác tiềm năng du lịch sẽ là hướng đi lâu dài, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phát triển. Những năm qua, thành phố đã và đang nỗ lực phát huy lợi thế, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để không ngừng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Điểm đặc biệt thuận lợi là thành phố hiện bảo tồn được 200 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, là một trong những địa phương có mật độ di tích lịch sử dày đặc nhất cả nước. Nổi bật trong đó là những di tích như Chùa Chuông, Chùa Nễ Châu, Chùa Đình Hiến, Đền Mẫu, Đền Mây, Đền Kim Đằng, Văn Miếu Xích Đằng. Quần thể di tích lịch sử văn hóa đa dạng tạo cho thành phố Hưng Yên bản sắc văn hóa sâu đậm, mang tính dân tộc cộng đồng, vừa mang đặc trưng riêng của địa phương. Đồng thời tạo cho thành phố hệ thống các lễ hội dân gian truyền thống độc đáo với trên 30 lễ hội được diễn ra hàng năm, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Bên cạnh đó, việc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích Phố Hiến vào năm 2014, cùng việc thành phố phục dựng và tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến hàng năm nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của vùng quê Hưng Yên, Văn Hiến và Cách mạng. Đồng thời quảng bá sâu rộng với bạn bè trong nước và quốc tế về con người, giá trị Văn Hiến của vùng đất Tiểu Tràng An, đã tạo ra thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại của thành phố, thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan chiêm bái mỗi năm. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, thành phố tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng thương mại dịch vụ với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.
Hiện nay trên địa bàn thành phố đã và đang duy trì việc phát triển hàng trăm các loại hình dịch vụ về bưu chính, viễn thông, tài chính, bảo hiểm, nhà hàng, khách sạn, hệ thống chợ với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần đưa giá trị ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2019 ước tính đạt 6.925 tỷ đồng, tăng gần 4,5 lần so với năm 2009. Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, thành phố luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Thành phố triển khai sâu rộng chương trình 10 của thành ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. Đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp. Toàn bộ chất thải được thu gom, vận chuyển, phân loại xử lý đạt tỷ lệ cao. Xen kẽ giữa các đô thị là hàng loạt cây xanh, công viên, hồ nước đã tạo không gian sống chất lượng cho cư dân thành phố. Điều vô cùng độc đáo là nhiều năm nay, giữa lòng thành phố có hai đảo cò với số lượng hàng vạn con, biểu thị cho một thành phố hưng thịnh nhưng rất đỗi bình yên, là địa điểm thư giãn tinh thần của người dân thành phố và là điểm đến tham quan của nhiều du khách gần xa. Về cải cách hành chính được thành phố và các phường xã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Nếu như năm 2009, thành phố mới chỉ triển khai bước đầu việc xây dựng chính quyền điện tử, thì đến năm 2019, 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đều đã được công khai, tiếp nhận, luân chuyển trên hệ thống điện tử. Qua đó góp phần làm giảm phiền hà, rút ngắn thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đã có những bước phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, không gian đô thị từng bước được mở rộng, sắp xếp, bố trí theo quy hoạch, hệ thống kết cấu hạ tầng đầu tư tương đối đồng bộ. Hệ thống đường nội thành, đường liên xã, giao thông nông thôn được thuận lợi. Cuối năm 2018, cả 10 trên 10 xã của thành phố đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đặc biệt thành phố Hưng Yên 4 năm liền được Hiệp hội Đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng công nhận là đô thị xanh sạch đẹp. Thành phố đã tạo dựng cho mình vóc dáng đô thị đầy tiềm năng, với sự phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Thành phố đã và đang phát huy nội lực, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Với phương châm tập trung, thống nhất, hiệu quả, hạ tầng giao thông đô thị của thành phố được đầu tư xây dựng, kết nối đồng bộ, tạo được môi trường cảnh quan sạch, đẹp, quy hoạch phát triển theo hướng đô thị thông minh. Thành phố mở ra cơ hội đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế với các địa phương trong ngoài tỉnh, thu hút đông đảo du khách đến với thành phố Hưng Yên, một mảnh đất yên bình, hưng thịnh với những con người thân thiện, hiếu khách, thanh lịch, văn minh. Những kết quả thành phố đạt được là sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân thành phố và rất đáng tự hào. Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Để phát huy lợi thế, tiềm năng, khắc phục khó khăn, thách thức thời gian tới, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tiếp tục duy trì, nghiêm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo ra sự thống nhất về ý chí, hành động, hướng tới sự phục vụ về mọi mặt đời sống. Thực sự xứng đáng là công bộc của nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường của thành phố. Cùng với đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, gồm thiết chế văn hóa để phát huy giá trị của phố hiến cổ, cũng như thiết chế văn hóa để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của thành phố. Có thể khẳng định là việc được công nhận là đô thị loại 3 và trở thành thành phố thực sự là một đòn bẩy giúp mảnh đất vốn được coi là tiểu Tràng An xưa vững tin trên con đường đổi mới và hội nhập. Một đô thị mới tiềm năng, thế mạnh sẵn có, đã khoác lên mình diện mạo mới và có bước chuyển mình vượt bậc, hiện đại, năng động, nhưng vẫn luôn giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là tiền đề mà còn là động lực thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại và sớm trở thành đô thị loại 2, xứng đáng với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hưng Yên.
Đến đây thì Hân Emily cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng với Hân Emily tham quan thành phố Hưng Yên. Các bạn nhớ đăng ký kênh và để lại những cảm xúc của mình, ý kiến của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.